Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel review nước hoa của mình. Thì như thường lệ, mình sẽ review một chai nước hoa mới. Đó là chai Golden Dala của nhà Sergeop. Thì sample này á, thì mình có chung với lại sample cái chai hôm qua mình mới vừa review xong, Roja Miss Summer Dream á. Thì sample này là do một cái anh bán nước hoa khác ảnh tặng cho mình chứ không phải là cô Christina. Đó. Thì anh nói là anh phụ trách nước hoa của nói chung là những cái thương hiệu mà mang phong cách Trung Đông á, như Montel nè, Mancera, Sergeop, Roja, Amouage đó. Thì hay với lại Raymond gì đó, cái thương hiệu mới của Tây Ban Nha đó, thì anh phụ trách những cái thương hiệu đó. Thì nếu mà các bạn có muốn yêu cầu gì đó thì các bạn hãy comment ở phía dưới, rồi sau đó cái mình sẽ liên hệ với ảnh sau để coi ảnh có thể ảnh kiếm được mấy sample đó không, rồi sau mình sẽ review cho các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giống như là miêu tả cho các bạn biết cái chai Golden Dala này cái mùi hương nó như thế nào. Thì trước hết á, giá tiền á, 50ml là giá $235, khá là mắc các bạn, nó cũng ngang ngửa với lại Kilian á. Thì cái Kilian hiện nay thì 50ml cũng khoảng 240, đã hồi xưa thì 295 có thêm mấy cái hộp gỗ, nhưng mà bây giờ là Kilian mấy cái department store nó không có bán nước hoa chung với hộp gỗ nữa mà chỉ bán nước hoa không thôi, thì 240. Hương chính của chai này á thì mình ngửi được á, là khi mà mới xịt đó các bạn, thì nó có rất là nhiều gia vị, giống như là bạch đậu khấu nè, đó là cái mùi mình rất là mê đó, giống như trong cái chai Dignify nè, với lại của gian nhà Matrix Cardamom á. Bên cạnh đó nó có mùi quế, thì cái mùi quế này á, nó làm cho mình liên tưởng đến cái chai mà mình rất là yêu thích, đó là chai Spice Blend của nhà Christian Dior. Ngoài ra đó các bạn sẽ ngửi được nó có mùi giống như gỗ vậy đó, nhưng mà nó là mùi cỏ hương bài đó, nó cũng tương tự giống như trong cái chai Dignify vậy đó. Và lớp hương cuối của nó các bạn, sau khoảng giống như là sau khi mấy nốt hương kia nó phai hết rồi đó, các bạn sẽ ngửi được cái mùi đậu tonka giống như trong mấy cái chai của nhà Armani á, Armani Cold, mình không nhớ là Armani Cold màu đen hay là Armani Cold Profumo màu nâu, mình không nhớ rõ. Thì đó, thì nếu mà các bạn xài chai này thì các bạn sẽ cảm nhận được cái mùi nó rất là quen, giống như trong cái chai Armani Cold. Nói chung á, là mình tóm tắt lại cho các bạn hiểu là cái chai này mùi hương nó là dạng gia vị, nó có vị ngọt nữa các bạn, nó rất là giống cái vị ngọt của chai Baronda này của nhà Nasomado. Đó, rồi xong nó gia vị nó cay cay the và nó có mùi gỗ rất là ấm áp. Đó. Lưu hương á thì mình được khoảng chừng 8 tiếng. Đó, thì tối xịt sáng ngủ dậy thì mình thấy nó bay mùi rồi. Độ tỏa hương thì mình nghĩ là nó mới xịt đó các bạn, nó rất là mạnh các bạn, mình nghĩ nó bay xa lắm. Nhưng mà cái bản thân của mình xài thì mình cảm thấy nó tỏa hương gần khoảng chừng nửa cánh tay thôi. Dùng vào dịp gì á thì mình nghĩ cái này, chai này nó phù hợp vào khí hậu, khi mà những ngày mà trời mát á, đó, vào những ngày mùa giống như mùa xuân, mùa thu với lại mùa đông á. Và cái này mình không biết là các bạn có thích dùng chai này đi làm hay không, nhưng mà cá nhân mình thấy cái mùi hương này á, nó phù hợp với lại là đi hẹn hò nè, với lại thư giãn cuối tuần, tại vì cái mùi hương nó dạng sexy mời gọi các bạn, nó giống như là không phải gourmand, không phải là hương thức ăn, nhưng mà nó cũng tự giống như dạng cà phê rồi chocolate gì đó, rất là giống Dignify hay là Matrix Cardamom của dàn nhà. Xịt bao nhiêu lần á thì mình nghĩ chai này các bạn xịt khoảng 2-3 cái là đủ rồi. Độ tuổi khuyên dùng thì cái này là mình nghĩ là từ 24 tuổi trở lên. Ok, bây giờ tới phần chấm điểm của nó thì yêu và ghét á, thì mình chấm nó 5/5. Thì như mình đã nói á, là cái mùi hương này nó giống với hai chai mình yêu thích, đó là chai Dignify của House of Sears với lại Christian Dior Spice Blend đó. Điểm đặc biệt á, thì mình thấy này là 4/5 là tại vì cái mùi hương nó thực sự nó không có gì gọi là độc đáo cho lắm, nó không có nét riêng. Tại vì khi nếu mà nó có thực sự nó có nét riêng á, thì khi mình ngửi nó thì nó sẽ không có gợi nhớ mình tới những chai nước hoa khác đó.
Đó là tôi nghĩ là tôi ngửi cái là chỉ biết là nó thôi chứ không có giống cái chai nào đó. Đó thì mình chấm cái điểm đặc biệt của nó là 495. Ở giá tiền của nó thì khá là mắc các bạn, nó cũng cỡ như Kirin cho nên mình chấm nó là 395 điểm. Lưu hương thì 595, nó bám rất là top. Tỏa hương thì mình nghĩ nó tỏa hương gần khoảng chừng 395 điểm. Thì tổng số điểm của chai này là 4.0/5 điểm. Kết luận của mình thì theo như những người mà họ giống như là gọi họ comment ở trên mạng á, thì họ nói cái chai Golden Dala này của Sir Job á, nó không có mang cái phong cách niche cho lắm các bạn. Đó thì nếu mà các bạn thường xuyên xài những chai nước hoa mà dạng niche, mà dạng coi như là nghệ thuật thử thách á, thì mấy cái mùi hương nó rất là lạ các bạn, nó không có giống, nó không có thực sự rất là khó xài đó. Nhưng mà cái chai Golden Dala này á, khi mà ngửi lần đầu tiên là phải nói là nó rất là nịnh mũi, coi như là rất là dễ xài. Cho nên á, nhiều người họ nói á, là Sir Job chủ yếu là làm dạng coi như là thỏa mãn đám đông, coi như là khi mà ai ngửi thì họ cũng đều yêu thích cái này, như vậy thì mới dễ bán được sản phẩm hơn là những chai nước hoa dạng thử thách. Nếu mà thử thách quá thì khách hàng họ không có thích, họ sẽ không mua. Đó thì sẽ ảnh hưởng tới lại financial, phải ảnh hưởng tới lại gọi là tài chính của công ty. Cho nên chai này thì thuộc dạng giống như là muốn bán được càng nhiều càng tốt vậy đó. Đó thì đúng là như vậy các bạn, khi mình ngửi cái chai này mình thấy ok, cái mùi này dễ xài nè. Nhưng mà nó không có gì gọi là đặc biệt đó. Thì mình nghe nói nhiều người khen nhà Sir Job, họ giống như họ so sánh nó ngang ngửa với M. Mars, thậm chí là hơn M. Mars. Nhưng mà riêng cái chai này thì mình thấy nó không có nét gì đặc sắc giống như là Interlude đó. Interlude thì coi như là nó quá là đặc biệt đi đó, cái mùi hương nó phải nói là rất là độc đáo. Nhưng mà cái chai này thì nó thuộc dạng là dễ xài, ngửi thì thấy hay, nịnh mũi, dễ thích vậy thôi, nhưng mà thực sự không có gì gọi là đặc biệt đó. Ok, thì đó là những gì mình cảm nhận về cái chai mới ra của thực sự không phải mới ra, nhưng mà ý là mình mới vừa kiếm được sample. Chứ cái chai này nó ra mắt hồi năm 2018. Như trong cái chai này, cái bộ sưu tập của nó gọi là Coffee Break á, nó gồm có 3 chai, 22 chai, khi mình quên tên nó là gì rồi. Nhưng mà để mình kiếm sample thử xem coi có hai chai còn lại như thế nào. Đó thì mình review trước một trong 3 chai của bộ sưu tập Coffee Break cho các bạn tham khảo trước. Đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình về cái chai Sir Job. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt.